Ok, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã đến với Dynamic Store. Hôm nay sẽ làm cái clip này review tất cả các mẫu EZ có trong cửa hàng của mình. Thì cửa hàng của mình là chuyên bán các loại hàng siêu cấp đẹp nhất anh em nhé. Thì bởi vì mình ấy có website là thế giới giày thể thao.com.vn. Anh em có thời gian thì có thể vào xem tất cả các mẫu khác ở website bên mình nhé. Và bên mình cũng có kênh YouTube là để phân biệt chất lượng giày các mẫu, phân biệt các mẫu giày nhá, hàng siêu cấp với hàng rep hay là hàng super hay là một nào, thì anh em có thời gian vào xem tất cả. Mình có rất là nhiều video phân biệt rồi ở trên kênh YouTube của mình, thì anh em có thể vào xem nhá. Và ok, ngay bây giờ thì mình sẽ review từng màu một của mẫu EZ 350 và có thêm một mẫu đó là EZ 380 nhá. Đó, đầu tiên là EZ 350 Yechin. Đây là một mẫu giày mới ra trong thời gian đây. Anh em thấy là form dáng rất đẹp đúng không ạ? Form dáng đẹp. Thì bên mình hàng đầy đủ, tem tag và hộp cốt, tất cả là chuẩn hàng siêu cấp. Và quan trọng nhất là đế của nó phải là đế bút anh em nhé. Đấy, nhìn rõ. Thì ở kênh của mình ấy, cũng có rất là nhiều video và review và phân biệt rồi, anh em có thời gian vào xem, cũng có cái gì hướng dẫn cách phân biệt hàng siêu cấp. Đấy, với những cái đôi giày như này thì chúng ta nếu như anh em nhìn bằng mắt thường không nhận ra thì anh em phải bỏ lót ra và soi đèn vào. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ tắt đèn đi và bật đèn lên để soi bút cho anh em xem. Đấy, đây nhá. Đấy, anh em nhìn thấy rõ không ạ? Rõ hạt chưa? Đấy, nó phải hạt nhá. Nó phải hạt nhá, không chỉ là sáng mà nó phải rõ hình dạng hạt nha anh em nhá. Thì đó mới là hàng để bút hạt chuẩn. Còn soi sáng không nhưng mà không rõ hình dạng hạt đấy thì cũng không phải là hàng bút hạt chuẩn đâu anh em nhá. Đấy. Còn một loại khác nó là sẽ là hàng bút khuôn, bút đúc. Bút đúc thì đó là hàng giá rẻ. Thì nó sẽ không êm và form dáng không đẹp, nguyên liệu hay mọi thứ đều liên quan đến giày đều không chuẩn. Chúng ta chỉ bỏ ra thêm một vài trăm nghìn nhưng mà chúng ta được sở hữu giày đẹp chuẩn, giá rất hợp lý. Ví dụ những cái đôi hàng chính hãng của nó khoảng 8 hay 10 triệu, thậm chí hơn 10 triệu cho anh em chỉ bỏ ra 1 triệu mốt thôi là sở hữu hàng siêu cấp là tương đương rồi. Đấy. Và đôi thứ hai mình giới thiệu anh em đó là Easy Cinder, form dáng đẹp đúng không ạ? Anh em nhìn cái gót này. Đấy. Anh em để ý cái gót nhá. Phải đẹp như này, ba cái đường line nó phải thẳng anh em nhé, cũng giống như đôi Easy Yechin anh em nhìn thấy là ba cái đường line nó phải thẳng này đúng không ạ? Đây đôi Yechin, cái này là bản phản quang em nhé, đây mình sẽ tắt điện đi và cho anh em xem. Đây mình sẽ chụp vào flash cho anh em xem này, đây là cái bản phản quang nhé. Đấy, nó là phản quang anh em nhé. Tên của nó là Easy Cinder Reflective, có nghĩa là phản quang. Đấy, đây là một đôi mới phát hành thôi vào đầu tháng 5 năm 2020. Đôi này cũng lên chân cũng rất là đẹp và cũng đang rất là hot đấy anh em nhé. Đế bút hạt anh em nhé. Đế bút hạt bên mình rất là rõ ràng, anh em mua kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán, không đúng hàng không nhận, không trả tiền ship. Đấy. Tiếp theo là đôi Easy 380 mid, một đôi cũng rất là hot trong thời gian gần đây. Đôi này thì form dáng nó rất là hay, nhìn có vẻ giống như đôi giày chạy, cho nên là với cái đế bút và cái thiết kế này thì anh em đi rất là êm. Đấy. Mid có nghĩa là màu khói, thì anh em hình dung cái đôi giày này thì cái đúng như cái tên gọi nó đấy. Đây là Easy Mid 380 Mid, một đôi giày rất đẹp. Trên chân mình có một cái video ở trên kênh YouTube của mình đã lên chân cái mẫu này rất là đẹp, anh em có thời gian vào xem nhá. Rồi tiếp theo là Easy 350 Static, thì cái này có hai loại, một loại là phản quang dây và loại phun phản quang, thì bên mình bán đồng giá như nhau thôi, anh em mua loại nào thì sẽ giao cho anh em loại đấy. Thế anh em nhìn thấy là cái bản siêu cấp ấy thì nó rất là đẹp so với các hàng khác ấy, là form nó rất là đẹp và đôi giày nó cứng cáp, hai nữa là bút nó là bút hạt chuẩn nhé,
giống như là chính hãng, em bỏ ra hơn 10 triệu nhưng mà siêu cấp chỉ bỏ ra 1,1 triệu thôi, 1,1 triệu thì sở hữu một đôi giày đã rất là đẹp rồi. Anh em nhìn thấy đôi giày chuẩn đúng không ạ? Rất là đẹp, nuột, là không có một cái chút lỗi lầm gì cả. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Ok, tiếp theo là đôi giày Easy 350 Static Black này. Và cái này cũng mới có hai loại nhá, một loại là phản quang rơi, một loại là full phản quang, và cũng đều bán giá là như nhau, đều 1,150. Đấy. Rất là đẹp. Anh em nhìn cái gót này. Đấy, ba cái đường ngang thẳng này. Đôi này lên chân đẹp cực kỳ luôn, dễ phối đồ, bởi nó là màu đen với màu trắng, màu phối đồ, dễ phối đồ mất. Tiếp theo là đôi cuối cùng mình muốn giới thiệu anh em, đó là đôi Easy 350 Earth. Đôi này cũng mới ra, đôi tháng 5 năm 2020. Em thấy nó đẹp không ạ? Gót này, ba đường lai thẳng này. Đấy. Form dáng rất là đẹp gót nó này. Đấy. Đôi Earth này thì nhìn thế này thôi nhưng lên chân cũng khá đẹp. Đấy. Đôi Earth thì ra cùng đợt với cả đôi Cinder, cho nên là anh em nhìn thấy cái đế của nó thì có vẻ là giống nhau đấy. Đấy. Ok, mình anh em có thời gian có thể vào website của bên mình là thegioithethao.com.vn xem tất cả các mẫu. Bên mình luôn rõ ràng chất lượng, cùng chất lượng thì là giá luôn rẻ nhất. Và cái kênh YouTube của bên mình cũng giống với tên website là thegioithethao.com.vn, nơi mà anh em có thể vào để xem tất cả các video clip phân biệt chất lượng giày nhé. Cảm ơn anh em đã theo video, hẹn gặp anh em ở video tiếp theo.